năm non bảy núi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ đó là Châu Phú đang đứng tại một cái cây muốn như là quá thạch đó. Thì đây là cái con mắt nè quý vị, đây Thiếu Mốc có phóng to lên để nhìn thấy cái cặp mắt rõ chưa Thiếu Mốc? Phóng to máy lên. Dạ. Chút nhẹ nhẹ lên từ từ ha. Đây là cặp mắt đây quý vị, thấy không? Thấy chưa? Thấy hai Út phóng to lên là thấy rồi. Và bên đây là cái con mắt thứ hai. Đây là cái vòi nữa quý vị. Cái vòi. Đây là cái vòi. Giống hình thể của ông voi á. Giống hình thể của ông tượng. Đó, chú Út nói ông voi, cho Phú nói ông tượng. Thì vậy mới sốc. Và kính thưa quý vị, không biết cái hiện giờ là không biết cho Phú gõ và không biết như thế nào. Dạ Nam Mô Như là Phật. Điều là bạc hà tại đây đã chỗ bông. Chỗ bông rất thì, nhiều luôn. Tại cái vùng núi Cấm, một cái vùng linh thiêng quý vị, mà có cái cây bạc hà chỗ bông. Hổm gà cho Phú thấy quay lên ở một điểm khác. Là bà ba hay gì ha, bà năm gì đó, bà ba ở Suối Tiên. Bây giờ là Châu Phú đã nhìn thấy rồi bậc cây bạc hà chỗ bông, thì Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đồng hành. Tại đây là những cái người chăn tu tại đây cũng có bạc hà chỗ bông rất là nhiều nha quý vị. Nè đây ở đây mấy bông chốt, bốn bông luôn chị, bốn bông nè bốn bông để cho quý vị xem nè. Bạc hà chỗ bông đưa thì bày giặt cái lá kìa. Đây, bạc bông. Hà đang chỗ bông. 1, 2, 3, 4, nhất, nhị, tam, tứ, tứ bông. Ha quý vị, và Nam Mô Di Đà Phật. Đây, 4 cái bông luôn quý vị. Đây, còn nhiều lắm quý vị ơi, ở bạc hà trong này nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đang săn quần lên nè quý vị. Đó, để giới thiệu cho quý vị một cái địa điểm. Đây là Châu Phú đang đứng gần cái điện kính quý vị. Và kính thưa quý vị, tại cái nơi mà Châu Phú đang đứng đây có rất là nhiều cái cây bạc hà quý vị. Mà trên đường Châu Phú đang đi lội xuống núi để mà đi tìm cái quán cơm chay để mà ăn, thì gặp rất là nhiều cây bạc hà chỗ bông dọc đường đó. Và tình cờ mà Châu Phú gặp được nữa thì một cái cây mà quá giống như là quá thạch đó quý vị, có một cái hình là mắt và cái vòi đưa ra luôn quý vị, rất là đặc biệt đó. Thì Châu Phú sẽ mời quý cô chú anh chị đồng đạo cùng với các bạn sẽ đồng hành cùng với Châu Phú đi đến cái cây đó. Cái cây này Châu Phú đã thấy rất là nhiều tâm linh, và đặc biệt ngay chân cái cây này là có cái nguồn nước cho bà con sinh hoạt nha quý vị. Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú. Đây là Châu Phú đi chung với chú Út Lựa, Thế Mốc Lựa nha quý vị. Trời ơi, nước này lạnh quá chú Út. Nước này giống như nước tủ lạnh vậy á. Dạ, chào chú Út nha. Rồi, chào chú Phú. Nước này rất là lạnh. Làm như là nước này tiết từ trong đá ra, lạnh rất là lạnh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, hiện giờ cái nguồn nước tại đây rất là lạnh, rất là mát. Châu Phú có thể là dùng cái nguồn nước này để rửa mặt quý vị. Mát lắm. Đó. Mát hả chú Phú? Dạ. Đây, rất là mát. Thì không để quý vị chờ lâu nữa, Châu Phú sẽ giới thiệu đến quý vị cái cây này nè quý vị. Hiện giờ đó là Châu Phú thấy là không có phải là cái màu da cây nữa, mà cái cây này làm chặn những cái tảng đá cho cái nguồn nước chảy xuống nè quý vị. Chặn cái tảng đá rất là lớn. Đúng rồi, rất là đặc biệt. Và cái cây này hiện giờ đã lộ ra nè quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Với nghe chư vị, cho con xin phép con về đây con được quay phim để cho quý đồng đạo được biết hiểu rõ về tâm linh tại vùng năm non bảy núi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ đó là Châu Phú đang đứng tại một cái cây muốn như là quá thạch đó. Thì đây là cái con mắt nè quý vị, đây Thiếu Mốc có phóng to lên để nhìn thấy cái cặp mắt rõ chưa Thiếu Mốc? Phóng to máy lên. Dạ. Chút nhẹ nhẹ lên từ từ ha. Đây là cặp mắt đây quý vị, thấy không? Thấy chưa? Thấy hai Út phóng to lên là thấy rồi. Và bên đây là cái con mắt thứ hai. Đây là cái vòi nữa quý vị. Cái vòi. Đây là cái vòi. Giống hình thể của ông voi á. Giống hình thể của ông tượng. Đó, chú Út nói ông voi, cho Phú nói ông tượng. Thì vậy mới sốc. Và kính thưa quý vị, không biết cái hiện giờ là không biết cho Phú gõ và không biết như thế nào. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chứ nghe chư vị cho con thử coi có quá thạch chưa. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nó cái hình tượng này chỉ mới có đổi màu hả chú Út ơi. Chỉ mới có đổi màu à. Ha. Cái chưa quá màu, thạch được. Mới đổi màu thạch chứ chưa quá thạch. Đúng rồi. Tại vì á, là cái hình tượng này nè quý vị. Ở đây chắc là cũng là ở đây là lo cho nước nôi. Giống như ông tượng lo cho nước nôi cho bà con ở dưới chân núi để mà sinh hoạt quý vị. Cũng rất là đặc biệt.
Vậy là thiếu Út thu nhỏ là được rồi đó ha. Cởi số 1 là vừa, hay là số 5 cũng được đó Út. Ha, ha chú Út. Mới có đổi màu à. Mới có đổi màu thạch chứ chưa quá thạch. Thu nhỏ lại ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật thì kính thưa vị, còn những cái câu chuyện rất là ly kỳ nữa vị. Trước tiên là hình ông tượng chút xíu nữa. Trong Phú sẽ mời vị đi đến ngay chăng cái điện kính có cái hình của ông dài nữa vị. Ông dài giữ ngay chăng cái mỏ điện kính và những cái câu chuyện ly kỳ bà con chui xuống dưới đó gặp ông dài như thế nào. Thì Châu Phú sẽ mời vị và các bạn đồng hành và những cái cây bạc hà chỗ bông đó vị. Thì Châu Phú sẽ quay cho vị xem luôn. Qua đây Châu Phú mời vị và các bạn đồng hành tiếp tục chương trình nha vị. Đi vô viết lên chú Út ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Quá mát. Mát quá hay chú Út. Quá tuyệt vời. Dạ, nước tuyệt vời. Đây vị. Đây là tảng đá màu vàng luôn ta. Mò xuống rồi có tảng đá nào lạ không chú? Nè vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật cho con mượn một cục đá. Đúng rồi. Đây nè vị. Đây là một cục đá rất là đẹp. Màu vàng nè vị. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Dạ ha. Dạ quá đẹp luôn. Rất là tuyệt vời. Số 1 luôn. Rồi, số có số luôn nè. Số 1 luôn. Nè chú Út. Số 1 và bên đây là cái dấu này dấu gì? Đây Châu Phú không biết luôn ha. Tiếp tục cái hình này. Coi có ra hình gì không thấy Út. Ha, cũng rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt quý vị. Đây chú Út để lại em còn ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Mời vị đồng hành tiếp tục nha vị. Cuộc thám hiểm do kênh Châu Phú phát hành. Tiếp theo nữa rất là nhiều cái câu chuyện mà Châu Phú sẽ đi về đây để quay những câu chuyện tâm linh cho quý vị xem tiếp nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đi đến ngay chân chỗ điện kính quý vị. Và kính thưa quý vị, tại vì Châu Phú đúng ra là cũng đi ngang đây, đi tắt để mà đi tìm cái quán cơm. Nhưng mà là cũng là một cái cơ duyên. Khi đi đến đây đi ngang rồi quý vị, thì thím Út Lựa và chú Út Lựa đã nhìn thấy những cái cây bạc hà chỗ bông tại cái điện kính này. Nên là Châu Phú ghé lại đây để mà quay giới thiệu đến vị là cái cây bạc hà chỗ bông cùng với những cái câu chuyện tâm linh tại đây. Đi ngang đây lúc đầu tiên á, là Châu Phú đã nhìn thấy cái tảng đá nè vị. Tảng đá ở đây là có cái hình của ông dài. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Mời thím Út vô ha. Đây chào chú Lửa nha. Rồi chào. Dạ, chú Nam Mô A Di Đà Phật lên ha. Rồi chú đứng bên đó con đứng bên đây. Rồi. Thì chào luôn. Chú Út Lựa, chú Út Lựa có nhìn thấy ở đây là có cái hình nào giống ông dài không chú? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, đây là chú, cái hình một cái tảng đá mà rất là giống ông dài, có mắt mũi miệng đàng hoàng luôn. Theo mà chú suy nghĩ là cái nào cái miệng cái đâu chú? Chỉ cho bà con biết luôn ha. Đây là cái miệng, đây là dành miệng, đây là con mắt, đây là cái đầu lỗ mũi. Vậy đó hả? Nè. Hay gì ta? Ừ. Đây mà cái mình của ông dài đâu cái chú? Cái mình đặt phía trên lưng phía sau. Vậy đó ha. Ừ. Đi sâu xuống ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ là Châu Phú đã đi đến đây đúng là một cái cơ duyên. Thì Châu Phú sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện tại cái điện kính này. Cái đường này là cái đường đi ra nha quý vị. Đường đi ra. Đúng ra là cái điện kính này là chui từ mép bên kia. Nhưng mà trong cái điện kính này á, là ngày xưa cũng là có bên quý cô chú của bên mình đó quý vị. Cách mạng mình. Cách mạng á. Thì đã dựa những cái kho lương thực tại đây. Nhưng mà Châu Phú sẽ kể cho quý vị nghe cái nơi điện kính này đi ra rất là nhiều ngõ. Đó. Thì ở trong đó đó quý vị, một hôm là có hai cô đi núi. Đó. Thì cái người mà đi núi đó là đang đứng quay phim giùm cho Châu Phú quý vị. Đó là thím Út Lựa. Nhưng mà là thím Út bây giờ không dám ra mặt tại vì chưa có tới thời cơ. Đó, thím Út chưa có nhận điển được hay là chưa có người dựa vô được nên bây giờ tạm thời quay cho Châu Phú. Và ngày xưa quý vị là trong cái hang này thím Út chui vô chung với một vị đồng đạo nữa.
thì cái vị đồng đạo đó không có tin. À, nói là tôi là trước giờ là nặng bóng vía, nặng bóng vía lắm. Đó, đi núi là tôi không có gặp gì hết. Thì khi mà chui vào trong thì thím Út chui trước, tại vì phần căng là phải đi đầu quý vị. Đó, chui vô trước thì thấy hơi căng, tại vì thấy cái ông già ở trong á lú cái đầu. Đó thì rất là không biết bự không, bự không thím Út, bự cỡ bao lớn, mấy gan? Hả, bà nói đi con kể. Thấy bà lớn hả, sao im ru rồi vậy? Bự không? Bà nói bự hay nhỏ thôi? Nhỏ hả, cũng vừa ha. À, rồi thì một phanh vậy là cũng nhỏ rồi. Ha một phanh, một à, nhưng mà phanh. Là thấy ông già ở trong á thì thím Út đi trước thì bò ghiết ghiết đi đó, chắc là cũng sợ quý vị. Thì sau khi mà thím Út bò qua rồi thì cái người đồng đạo đó đó bò phía sau thì nhìn thấy và cũng quýu hết trơn rồi, nói Út ơi thấy gì không Út, Út ơi thấy gì không Út, cô Út ơi đó, cô Út ơi thấy gì. À, thì rất là đặc biệt. Thì khi mà bò ra rồi, được ra ngoài đó, Út nói tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, bà bò ghiết lên đi. Thì khi mà bò ra ngoài đó quý vị, thì cô đó đồng đạo đó sợ luôn, không có dám đi núi nữa quý vị. Cả chục năm nay không dám đi núi nữa. Đó là một cái câu chuyện nhiệm màu tại đây, lạ thường. Thì Châu Phú muốn kể đến vị là để cho quý vị khi nào mà có đi về núi non á, mình có không sợ hay là mình sao đó thì cũng đừng có nói vị, vì cái nơi này là một cái nơi tâm linh, mình chỉ niệm đó. Phật và đi thôi. Tại vì có đừng các có vị mình. Sơn thần ở đây, các ngài đã tu và giữ tu hành tại đây. Mà cũng như quý vị giống như là đi đến đây giống như nếu mà nói bậy là giống như thách người ta đó quý vị ha. Thì Châu Phú kể để cho quý vị biết là có các vị sơn thần đã canh giữ tại những cái ngọn núi linh thiêng này. Và đặc biệt quý vị, đây nè Út ơi, quay cho quý đồng đạo đây xem. Đây là cái hang, cái đường đây lên. Đây là cái đường lên nè, cái hang nè. Đó. Mà cái đèn Châu Phú đã đưa đồng đạo Vũ đem xuống rồi quý vị. Đây là một cái hang, cái hang đây là rất là tối nha quý vị. Đây. Cái hang đi xuống. Đó, cái hang này là trèo lên luôn. Nhưng mà đồng đạo nào cũng muốn trèo xuống cho nó khám phá nguyên cái sự mạo hiểm thì đu dây xuống nha quý vị. Đây có cọng dây. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hang này thì Châu Phú cũng đã có chui rồi. Ở bên trong quý vị nè, quý vị thấy cái hang gì chứ rất là đặc biệt nè, quý vị thấy rất là dơ nè, thấy không? Nhưng mà khi đi chui vào bên trong đi ra là sạch bon. Sạch bon mình mẩy không có dơ miếng nào hết trơn quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kế tiếp sau đây thì Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đi xem những cái tảng đá lộ tại đây nha quý vị. Đây là cái hình này là hình của ông dài. Và những tảng đá lộ đây rất là nhiều. Ở xa xa phía trên đây là những cái cây này giống như là những cái hình của mấy ông dài nữa vậy. Ở đó ở trên đó là cái cây đa 100+ năm, đó cây đa. Đó là một cái cây đa. Ủa cây đa hay cây xanh chú? Cây đa. Cây đa. Hả? Cây đa. Cây đó là cây đa hả? Rồi. Gần 200 năm rồi đó. Vậy đó hả? 100+ năm. Vậy đó ha. Ừ. Dạ rất là đặc biệt ha. Đó những cái tảng đá này lộ nè. Nè. Ở cái hình rất là đặc biệt. Đây nè chú Út, đây là một ông dài nữa nè chú ơi. Nè. Đây cái hình dưới đây nè. Đúng rồi, cái mỏ đó. Ha. À. Nhưng mà thấy giống cái mặt kia ta. Cái hình thể này nè. Cái hình này giống cái mặt kia. Đây nè, cái hình này là hồi trước đó là mấy ông cụ nói là hình đầu ông rồng. Dạ. Nè. Giống như rồng. Đây đẹp không? Ừ. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Ừ. Thì kính thưa quý vị, đây là những cái mà câu chuyện nhiệm màu và những cái tảng đá lộ tại vùng Năm Non Bảy Núi hiện giờ ngay điện kính của núi Cấm nha quý vị. Thì Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn xem Bạc Hà Chỗ Bông. Kính thưa quý vị, ngày xưa tại cái khu này thì có những vị chăn tu tập tại đây. Nhưng mà bây giờ một thời gian rất là lâu rồi. Tại xuống núi hết rồi. Thì không biết các vị đồng đạo đó đã đi về đâu hay là giảng sanh. Thì Châu Phú không có biết, nên Châu Phú sẽ quay cho quý vị xem. Đây là cái cốc của một vị tu sĩ ngày xưa đã tu tại đây. Đây quý vị. Đó, đây nè. Đây là cái cốc của một vị tu sĩ tu ngày xưa ở đây. Hiện giờ cái nền đá vẫn còn nè quý vị. Đây, 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 đây là cái nền nhà nè. Đây cái nền nhà nè, cái tường xi măng còn. Dạ. Vị tu sĩ tu ở đây. Đó. Nhưng mà đặc biệt một điều là Bạc Hà tại đây.
đã chỗ bông. Chỗ bông rất nhiều luôn. Tại cái vùng núi Cấm, một cái vùng linh thiêng quý vị, mà có cái cây bạc hà chỗ bông. Hổm gà Châu Phú thấy quay lên ở một điểm là bà Ba hay gì ha, bà Năm gì đó. Bà Ba ở Suối Tiên. Nhưng mà bây giờ là Châu Phú đã nhìn thấy rồi. Bạc cây bạc hà chỗ bông thì Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn đồng hành. Tại đây là những cái người chăn tu tại đây. Cũng có bạc hà chỗ bông rất là nhiều nha quý vị. Đây ở đây mấy bông chốt? 4 bông luôn chị. 4 bông. 14 bông. Nè. 4 bông. Để cho quý vị xem nè. Bạc hà chỗ bông. Đưa thì bây giờ cái lá nha. Đây. 4 bông. Bạc hà đang chỗ bông. 1 2 3 4. Nhất nhị tam tứ. Tứ bông. Ha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây. 4 cái bông luôn quý vị. Đây. Còn nhiều lắm quý vị ơi, ở bạc hà trong này nè. Chỗ bông. Nguyên cây này cây nào cũng có bông hết. Bông thì, có bông rộ méo luôn. Thấy cái nơi nào có khí thanh và có người tu chăn chánh thì xuất hiện cao nhân hay gì đó vị, hay là xuất hiện Phật, tiên thánh thì những cái cây gì đó, xương rồng cũng chỗ bông, những cái cây gì, cái dại gì cũng chỗ bông cho quý vị. Đây là hai cái cây bạc hà chỗ bông nữa đây quý vị. Đây. Châu Phú ơi, bên đây là mỗi cây mỗi bông Châu Phú ơi. Đúng rồi. Mỗi cây mỗi bông, mỗi cây mỗi bông luôn, rất nhiều. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là đặc biệt. Bạc hà chỗ bông. Tiếp tục. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, đây là Châu ơi, mỗi bông mỗi. Đây. Mỗi cây mỗi bông luôn. Ở bên đây là trên kia bông bự luôn. Nguyên một cái vườn bạc hà chỗ bông. Chỗ bông hết trơn luôn bà con ơi. Cây nào cũng chỗ bông hết. Nè. Đây đây ha. Kìa, ở trên đó là mỗi cây mỗi bông luôn, cây nào cũng chỗ hết. Chỗ ra tàn luôn ha. Cái này là tàn bông, này bông tàn rồi nè. Đúng rồi. Đó, bên này bông tàn mà bên kia kìa chú thấy không? Chùm chùm luôn kìa. Rất là đặc biệt ha. Đó. Đây. Đó. Rồi, tiếp tục qua bên đây nè, bên đây cũng có nè chú ơi. Bên đây nghe nói thím Út đi xuống khám phá là thấy hai cái bông bằng bắp tay vậy đó. Không biết hai bông bằng bắp tay của ai? Hay là bắp tay trẻ em? Rất đặc biệt nha. Tiếp tục nha quý vị. Ở bên đây thì kính thưa quý vị, mép bên đây lúc trước là cũng có một cái hang từ cái đèn kính đi chỗ qua nha quý vị. Cái quý vị ơi, nói cho quý vị biết luôn cho ở đây, cái nền nhà của một tu vị tu sĩ này cất trên mà ở phía dưới nền này có một cái hang ở dưới. Dạ. Vậy ha. Ở phía dưới nền. Đó vậy Châu Phú mới vừa nói có cái hang đó, cũng không chịu ha. Dạ. Rất là đặc biệt. Ở đây là một cái miệng của ông cá nha quý vị. Giống mi gan ông cá. Cái miệng của ông cá nha. Con mắt đàng hoàng. Ông cá này không biết ông cá gì mà to quá. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cá là hán. Ha. Kính thưa quý vị thì đây có rất là nhiều cây bạc hà. Và cây ở tại đây thì Châu Phú cũng thấy có cây bạc hà chỗ bông đây nè quý vị. Nè chú Út Lựa ơi, bông khoe sắc luôn rồi nè. Bông khoe sắc màu luôn. Nè, chỗ ra luôn rồi nè. Nè. Dỡ lá lên cho gọi cho bà con thấy đó. Đó 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 chỗ ra đó. Chỗ ra cái hộp luôn rồi đó. Nha. Đó, ha. Mấy anh em thấy dỡ mấy là đó, rồi thấy rồi ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, còn cái bông bằng bắp tay. Không biết bắp tay của con của Châu Phú hay là bắp tay của Út Lựa đây. Tiếp tục nha quý vị. Ủa gì mình đây thêm Út ơi. Tiếp tục đâu bằng bắp tay chỗ nào đâu Hiếu Út chỉ coi. Châu chuyện này Hiếu Út chạy trả lên quẩy đầu xuống luôn ha. Quẩy đầu xuống luôn chú. Trời ơi còn hỏi nữa hả, đi xuống luôn đó. Chút xíu nữa là quên ba lô luôn rồi. Tiếp tục nha quý vị. Là cây bạc hà chỗ bông bằng bắp tay. Không biết ở đâu đây. Ở đây rất là nhiều cây chỗ bông trên dọc đường đi này nha quý vị. Cây hoa dại. Đâu thấy mốc? Thấy không? Đâu. Rồi con thấy rồi ha. Đây. Đút cái máy qua đây. Quay mới được. Đây nè. Thấy không? Cầm máy ha. Đó vị. Đó, cái bông này rất là lớn ha, thấy mốc.
rất là bự. Đúng rồi. Ồ, rất là to ha. Rất là đặc biệt nha quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý vị, ở đây là một cái thác suối quý vị. Cái suối điện, suối nước của điện kính. Đây cái suối nước. Suối nước điện kính. Ở đây là một cái gốc cây mà cái cây này giống như quá thạch luôn á chè. Giống như cây quá thạch đó cháu ơi, cây đó đó. Ha. Ừ. Cây này gan như nhìn giống như gan như tảng đá luôn ta. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Ở đây là bà con nhờ cái lượng nước ở đây để kéo về và xài cho gia đình này nhớ mẹ. Cung cấp xài rất là nhiều rồi. Dạ. Đây nè chú lựa y gan như tảng đá chứ đâu phải là gốc cây nữa. Cháu ơi cây là cây quá thạch luôn rồi, chắc chắn luôn rồi kìa. Ha. Ờ. Rất là đặc biệt ha. Ừ. Cũng ngộ nha. Mà mở máy bự bự cho bà con dạ, coi đi. Nó. Cây quá thạch luôn. Cái cây này là muốn cho phú nhìn là muốn thành giống như là tảng đá rồi đó quý vị. Nè. Quý vị nhìn thấy đi. Đó. Rất là đặc biệt ha. Ngộ hả Châu, mình nghe chửi quá thạch rồi đó thì mình không biết ha. Phóng ra có cái mắt với mũi luôn kìa chè. Ô, ngộ quá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, có mắt có mũi luôn nè. Cái này giống ông tượng với chè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, mắt mép bên đây nè. Đúng rồi, nè nè, ở đây cũng có mắt nè Châu, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mắt ông tượng nha, có cái vòi xuống luôn. Cái vòi mắt ông tượng. Ha. Đó, đồng đạo qua đây nè, đây thấy rõ hơn nữa nè. Dạ dạ dạ. Đây thấy rõ hơn. Rồi bây giờ nè chú Út ơi. Ồ cái cây này rồi, có thần cũng như là cái cây này có cái cây có thần á chú Phúc. Dạ 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 dạ. Cái cây này cây quá thạch luôn này đó rồi. Ở đó giờ mình chỉ thấy chuỗi quá thạch thôi chứ đâu có biết cây quá thạch. Dạ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Vâng kính thưa quý vị. Thì trong cái đoạn video này cũng đã dài rồi. Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến quý vị nha. Cảm ơn chú nữa nha. Cảm ơn chú Út nha. Chúc hai chú thím sức khỏe. À, tinh tấn tu hành nhé và Nam Mô A Di Đà Phật. Ờ ông anh này ông bán bánh nha quý vị. Bán bánh chạy trên đường núi. Chào chú Quýnh nha. Chào chú Quýnh nha, quá tuyệt vời, chú Quýnh chạy xe quá cứng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúc cho chú Út Lựa thêm Út Lựa ha, tinh tấn trên con đường tu. Tu cầu gia đạo vuông tròn ha, chồng hoài vợ thận cháu con thảo hèn nha, chứ đừng cự lộn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Có cự là cự chúng không à.